就能难买。呜，新年快乐！嗨，chào mọi người, là mình Hà Vi đây. Bây giờ Hà Vi đang ở trường quay của chương trình Gala Mừng Xuân năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Đây là một chương trình văn nghệ được phát sóng trực tiếp vào đêm giao thừa hàng năm ở Trung Quốc, thu hút nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá hậu trường của chương trình này nhé. Hà Vi đang bước vào sân khấu của hội trường Thẩm Dương của chương trình Gala Mừng Xuân của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Wow, mọi người, bây giờ thì Hà Vi đã bước vào hậu trường quay của chương trình Gala Mừng Xuân của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, được đặt tại thành phố Thẩm Dương. Trường quay này được đặt ở trong một bảo tàng công nghiệp Trung Quốc. Thế nên mọi người sẽ thấy là mang đậm phong cách công nghiệp luôn. Và đây chính là sân khấu. Mọi người nhìn cái màu này thì cũng tái hiện lại khung cảnh sản xuất của nhà máy luôn. Còn mọi người xem đây, thang bộ cũng cực kỳ là được lấp lánh, sơn vàng lấp lánh luôn. Trên này chính là sân khấu đây. Mọi người xem này, cái sân khấu là màn hình LED luôn, rất là rực rỡ, hiện đại. Hai bên trên sân khấu đều có cả những cái máy hoặc là cánh tay như vậy, có thể xoay tròn và có thể hạ xuống theo tiết tấu hoặc là các tiết mục hoặc ánh sáng của chương trình. Wow, một cái sân khấu rộng, rực rỡ, hiện đại, lung linh, ánh sáng rất là đầy đủ. Wow. Còn phía sau sân khấu thì là những thiết bị và những nhân viên vô cùng là huyền ảo. Thế nên là Hà Vi sẽ dẫn mọi người cùng khám phá sau, đằng sau sân khấu lung linh rực rỡ như vậy sẽ là những thiết bị như thế nào để tạo ra được một cái hiệu quả sân khấu và một cái chương trình hoành tráng như vậy. Này, rất nhiều thiết bị luôn. Con ạ, ui, khó. Quay, mình bước lên. Đây là một những kiến trúc. Và cái mặt bằng thao tác này thì mới được xây thôi. Còn đây thì là thiết bị điều khiển chương trình và những âm thanh này, ánh sáng này sẽ được điều khiển tại đây. Và hai bên thì là những màn hình, cái hiệu quả hiện lên ở trên trong chương trình phát trực tuyến là như vậy. Wow, mọi người có thể nhìn thấy đây, mọi người xem này, từ đây nhìn đã rất là hoành tráng, với cả là dường như là đã quay trở lại là cái quá trình sản xuất lò ô tô ấy, sản xuất công nghiệp thời xưa rồi. Hello, như hào. Tất cả có 15 chiếc máy quay để cùng quay chương trình này. Trên nhà còn có một cái máy nữa. Còn đây thì là máy điều khiển âm thanh. Đó chỉ rồi. 为什么那个是冰蓝色的是加上去的是冰雪吗？啊，就呈现那个冰雪。 Ngoài bảo tàng công nghiệp ra, sân khấu còn được đặt tại một nơi khác, đó là Phát truyền hình Thẩm Dương. Wow, đẹp quá nhỉ. Wow, đây là đỉnh lầu rồi đây. Mọi người có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Ui. Ở trên này sẽ là trường quay, địa điểm quay của một tiết mục trong chương trình Gala Mừng Xuân. 远远的看到这个彩电塔的时候，它红彤彤的。我们第一次来到沈阳，就被它这个颜色吸引，觉得很像过年时候的红灯笼，所以我们就想在这个红彤彤的彩塔上面，然后呈现出一个火热热的节目。嗯。
Mọi người xem này, đây chính là sân khấu của diễn viên mà hướng tới cả thành phố Thẩm Dương mà hát. Phóng thật xa, thật rộng rãi luôn. Một chương trình truyền hình, đằng sau những chương trình truyền hình là các nhân viên kỹ thuật rất là chăm chỉ. Còn bên này thì lại là một khu vực dành cho các diễn viên chuẩn bị các chương trình. Welcome to Shenya. Đợi hồi ạ. Welcome to Shenya. 沈阳音乐学院，我们是沈阳音乐学院的跳金曲串烧和那个开头。对，美女特别多，我不知道好看不？就说嘛。欢迎大家，我的纸飞机，沈阳音乐学院飞到了东道边，就能来买。新年快乐，Happy New Year。